Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gửi tích lũy tiết kiệm, gửi tiết kiệm ở trên ứng dụng FinHay với lãi suất là 8% một năm. Thì lãi suất 8% một năm thì nó cao hơn khoảng 3% so với khi mà chúng ta gửi tiết kiệm ở tài khoản ngân hàng. Và cái ứng dụng FinHay này có lẽ là một cái ứng dụng rất là quen thuộc, cũng như là các bạn có lẽ là chúng ta đã nghe qua về cái ứng dụng này rồi. Đây là một cái ứng dụng tích lũy, đầu tư tích lũy chỉ từ với 50.000 và một cái ứng dụng hoàn toàn uy tín và được quản lý bởi nhiều quỹ đầu tư. Và chúng ta sẽ hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn với cái tính năng mới, đó chúng ta sẽ gửi tiền với lãi suất là 8% một năm trong vòng 12 tháng. Thì đây, cái sản phẩm này thì nếu bạn nào mà các bạn chưa có tài khoản FinHay hay là các bạn chưa đăng ký thì các bạn sẽ nhấn vào cái đường link đăng ký mình sẽ để ở phía dưới, cũng như là cái đường link video hướng dẫn thì mình cũng sẽ để ở phía dưới cái phần mô tả để các bạn có thể xem và chúng ta đăng ký. Thì những cái bạn nào mà chúng ta đang có một cái khoản tiền lớn, các bạn không muốn gửi tiết kiệm, các bạn muốn đầu tư sinh lãi đó và đầu tư một cách an toàn thì các bạn cũng có thể đầu tư vào ở trong cái app này. Thì cái app này nó giống như là một cái quỹ mở cho phép chúng ta đầu tư vào, nhưng mà các bạn chỉ cần bỏ tiền vào và có những cái chuyên gia tài chính trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, họ sẽ phân chia vào các cái quỹ để chúng ta có thể đầu tư và thu về lợi nhuận cho chúng ta. Thì với cái app này thì có hai cách kiếm tiền chính. Đầu tiên là chúng ta sẽ ủy thác đầu tư, và thứ hai là các bạn sẽ gửi lãi tiết kiệm. Và gửi lãi tiết kiệm thì nó sẽ có ở đây thì có nhiều cái mức khác nhau nhé. Tuy nhiên thì ở cái mức là tích lũy 12 tháng thì nó sẽ có lãi suất là 8% một năm. Còn khi chúng ta mà gửi tiết kiệm với lãi suất 3 tháng với tích lũy kỳ hạn 3 tháng thì sẽ có lãi suất là 6% một năm và tích lũy không kỳ hạn là 4% một năm. Đó, thì với cái app này thì nó hoàn toàn minh bạch, cũng như là được quản lý bởi các cái công ty quỹ tài chính lớn, những cái quỹ tài chính rất là uy tín. Vì vậy mà chúng ta có thể yên tâm với cái app này, thì mình cũng khẳng định là nó uy tín đến 99,9% và đã tồn tại qua nhiều năm rồi. Thì những bạn nào mà các bạn trước đó chúng ta dùng VNDC thì chúng ta sẽ gửi lãi với 12,79% một năm. Đó, tuy nhiên thì dùng khi mà chúng ta dùng VNDC thì có nhiều người các bạn gửi lãi, tuy nhiên thì các bạn vẫn luôn nơm nớp lo sợ rằng nó sẽ có thể sập hoặc là có thể sẽ bị một cái gì đó hacker. Đó, tuy nhiên thì với cái ứng dụng này thì chúng ta sẽ khi mà nó có một cái sự cố gì đó thì chắc chắn là các bạn sẽ được đền bù, cũng như là cái sự cố rất là ít xảy ra trong cái ứng dụng này. Đó. Ok, và giới thiệu qua cái giao diện của nó thì đây chính là cái giao diện của ứng dụng FinHay. Khi mà chúng ta đăng nhập vào thì chuẩn bị sẽ có thêm một cái, hiện tại thì đã có ra thêm một cái tính năng mới, đó là hũ vàng cho phép chúng ta đầu tư vàng online. Đó, thì đây các bạn có thể mua vàng ở trên này nhé, và chúng ta tích lũy đầu tư. Thay vì các bạn mua vàng thật thì ở đây các bạn sẽ mua với cái vàng gọi là vàng kỹ thuật số, chúng ta sẽ mua vàng ở trên này. Đó, và chúng ta có thể buôn bán giao dịch vàng ở trong cái phần này luôn. Tuy nhiên thì phần này thì nó vẫn chưa cái hoàn thành, chưa thực sự là hoàn tất nên là mình sẽ chưa giới thiệu đến các bạn. Nếu các bạn quan tâm thì trong video ngày hôm sau mình sẽ giới thiệu. Thì khi mà chúng ta đầu tư hay là các bạn bỏ tiền vào một cái ứng dụng nào đó thì các bạn cũng cần phải tìm hiểu cũng như là biết về nó và tuân thủ theo cái nguyên tắc là không bao giờ bỏ trứng vào một giỏ. Đó, thì đây cũng là một cái kênh đầu tư lâu dài, dài hạn mà chúng ta có thể tham gia. Thì trong video ngắn trước thì mình sẽ đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta đầu tư theo các cái mô hình ở đây. Đó, thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta gửi tiết kiệm nhé. Rồi, thì đầu tiên đây chính là cái giao diện chính của ứng dụng FinHay. Thì bây giờ các bạn sẽ vào phần, các bạn sẽ thấy có cái phần đó là tích lũy kỳ hạn 3 tháng. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ tích vào cái phần tích lũy này này. Đó, ở đây thì nó sẽ hiển thị cái số tiền và cái số lãi mà mình đã nhận. Đó, thì lãi nó cũng ít thôi nên là cái mức độ rủi ro nó cũng rất là thấp. Rồi, thì các bạn vào cái phần đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần tích lũy. Sau đó các bạn sẽ vào phần tích lũy kỳ hạn 12 tháng. Thì với tích lũy kỳ hạn 12 tháng thì các bạn sẽ phải gửi đúng hạn nhé. Đây là dành cho những cái bạn chúng ta có một khoản tiền và các bạn muốn đầu tư dài hạn với nó thì chúng ta có thể là sử dụng cái app này. Đó, đây một cái app dài hạn và các bạn hoàn toàn không phải lo nghĩ gì khi mà chúng ta bỏ tiền vào đây. Đó, trừ khi là các bạn bị mất mật khẩu hoặc là các bạn đưa mật khẩu cho người khác, bị họ rút tiền về thôi. Đó, tuy nhiên thì quá trình rút tiền nó cũng cần phải xác minh danh tính chính chủ thì chúng ta mới có thể rút tiền được. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ đọc qua cái phần này cho mình nhé. Kỳ hạn gửi là 12 tháng, nhận lãi 8% một năm và rút tiền miễn phí, tự động tái tích lũy khi đáo hạn. Và sản phẩm tích lũy 12 tháng thì được cấu thành
từ nhiều sản phẩm tài chính khác như là chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi, trái phiếu, và các sản phẩm tài chính này đến từ các ngân hàng như là BIDV, Bản Việt, HDBank, Vietcombank và một số ngân hàng khác. Danh mục tài sản tài chính được quản lý bởi công ty cổ phần quản lý quỹ Thiên Việt TVAM. Đấy, thì bạn nào chưa biết cái quỹ quản lý Thiên Việt thì các bạn có thể check Google để chúng ta xem về cái độ uy tín của nó. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào phần bắt đầu tích lũy. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu tích lũy từ 50.000 là các bạn đã có thể bắt đầu tích lũy rồi. Đó, thì đây là một cái app có thể nói là chúng ta chơi dài hạn rất là tốt. Rồi thì mình sẽ thử nạp vào là tầm khoảng 5 triệu đồng nhé, mình sẽ tích lũy 5 triệu đồng. Ok. Với 5 triệu đồng thì so với ngân hàng là tầm khoảng 5,6% thì chúng ta sau 12 tháng chúng ta sẽ nhận được là 280.000. Nhưng so với Finhay thì chúng ta sẽ nhận được 8%, là sau 1 năm chúng ta sẽ có 400.000. Đó, thì cái lãi suất nó cũng chỉ cao hơn cái lãi suất ngân hàng thôi. Còn những em nào mà so sánh với các cái app đa cấp hay là những cái app mà đầu tư trade coin hay là chúng ta trade coin thì tất nhiên là nó không bằng được, bởi vì cái đó thì rủi ro nó cũng cao hơn rất là nhiều. Đó. Rồi thì các bạn sẽ nhấn vào phần bắt đầu tích lũy. Sau khi bạn nhấn vào phần bắt đầu tích lũy, chúng ta sẽ phải chuyển khoản ngân hàng. Đó, ở đây bạn sẽ nhấn tiếp vào phần là thanh toán. Thì bây giờ chúng ta sẽ nó sẽ phần bật lên, nó là lưu ý nếu bạn đã chuyển khoản thì sẽ hãy đợi vài phút. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào phần đồng ý. Ở đây bạn có thể chuyển khoản đến một trong ba ngân hàng sau: đầu tiên là VP Bank, hai là Techcombank, ba là Vietcombank. Thì không cần nhất thiết là bạn phải chuyển đúng ngân hàng, không cần nhất thiết là bạn phải dùng ba cái loại ngân hàng này. Ví dụ bạn dùng ngân hàng BIDV, bạn sẽ dùng ngân hàng BIDV của bạn chuyển đến ngân hàng VP Bank theo cái số tài khoản cũng như là nội dung chuyển khoản như thế này là được, chứ không cần là chúng ta phải chuyển từ VP Bank đến VP Bank. Đó. Rồi, ở đây thì mình sẽ chuyển Vietcombank nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải copy cái số tài khoản để chúng ta chuyển và cái nội dung chuyển khoản. Đây là hai cái phần mà các bạn cần lưu ý. Và những bạn nào mà chúng ta đã sử dụng những cái app như thế này rồi thì có lẽ là cái phần là mua như thế này là chúng ta rất là quen thuộc. Cái hai cái phần chính chúng ta cần phải thật chuẩn, đó là số tài khoản và nội dung chuyển khoản thì các bạn mới có thể nhận được tiền. Ok, thì đây chính là cái tài khoản Vietcombank của mình. Và bây giờ thì mình sẽ nhấn vào là chuyển tiền trong Vietcombank này. Ok. Ở phần tài khoản người nhận thì các bạn sẽ dán cái số tài khoản ở bên kia vào. Số tiền thì chúng ta sẽ điền số tiền mà chúng ta nạp vào. Mình điền 5 triệu. Ở phần nội dung giao dịch thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ xóa cái nội dung giao dịch mặc định của nó và các bạn quay lại trang Finhay. Chúng ta sẽ cần phải copy cái nội dung chuyển khoản này nhé. Sau khi các bạn copy xong, chúng ta quay lại phần Vietcombank và các bạn sẽ dán vào đây. Chúng ta dán, sau đó các bạn nhấn vào phần tiếp tục. Sau khi nhấn vào phần tiếp tục, chúng ta sẽ xác nhận cái mã OTP nó gửi về. Ok. Nó sẽ gửi về một cái mã OTP, các bạn chỉ cần nhấn xác nhận là xong. Sau khi mà nó chuyển khoản xong ở bên này, đó, như vậy là mình đã vừa chuyển khoản xong nhé. Đó thì các bạn để ý cái phần tên người thụ hưởng, nếu nó đã chuẩn là công ty cổ phần Finhay Việt Nam thì nó sẽ tí nữa thì tầm khoảng 3 phút sau thì nó sẽ về cái tài khoản Finhay của chúng ta. Ok, và ngay lập tức thì nó báo cho mình là tích lũy thành công, bạn đã tích lũy 12 tháng mới, thì chúng ta sẽ nhấn vào phần kiểm tra. Thì đây các bạn vào phần kiểm tra thì chúng ta vào phần tích lũy thì nó đã được cộng là 5 triệu đó. Mình vừa nạp vào 5 triệu đấy. Đấy, thì nó sẽ hiện lên cái phần tích lũy 12 tháng là 5 triệu. Và ngày đáo hạn tức là ngày 16 tháng 7 thì chúng ta sẽ rút cả gốc lẫn lãi ra luôn. Đó. Còn nếu bạn nào mà các bạn muốn rút sớm ấy thì cái lãi của chúng ta nhận được nó sẽ không được 6% nhá. Đó, thì các bạn phải, nếu mà chúng ta theo kỳ hạn ấy thì các bạn phải đúng cái thời gian này thì chúng ta mới rút được, còn không thì các bạn có thể bỏ tiền vào đây, chúng ta tích lũy với không kỳ hạn đó là 4% một năm rồi. Và hàng tháng thì sẽ có những cái email gửi về cho chúng ta, ví dụ khi mà bạn đầu tư tích lũy thì nó hàng tháng chúng ta nó sẽ có những cái thông báo về cho chúng ta như này, ví dụ như báo cáo tháng này số dư của bạn là bao nhiêu. Đó thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái file rất là rõ ràng, các bạn có thể vào để chúng ta kiểm tra cũng như là tích lũy này, nó ghi hết tất cả những cái thông tin của các bạn. Đó, đầu tư các bạn đầu tư vào quỹ nào, nó sẽ dùng số tiền của các bạn phân chia đầu tư vào quỹ nào và lãi được bao nhiêu phần trăm, lãi được bao nhiêu tiền thì nó hoàn toàn sẽ điền, nó sẽ làm một cái bản báo cáo như thế này và gửi về cái email đăng ký của chúng ta. Đó thì các bạn có thể tham khảo qua nhé. Ok, và video của mình tới đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và nếu bạn muốn mình làm thêm video về ứng dụng Finhay này thì hãy để lại một comment phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.